Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Yamaha XSR900 2020 chuẩn bị lên kệ sắp qua thị trường Việt Nam. Cái mẫu Yamaha XSR900 2020 làm chạy sóng của một mẫu xe thể thao Yamaha thập niên 1980 sẽ trải qua những thay đổi nhỏ trong cái năm mới này. Được phát triển dựa trên nền tảng của MT09 với một cái động cơ là 3 xanh song song 845cc. Yamaha XSR900 2020 số chế bình ngoại hình là tân cổ điển, lái xe hiện đại tiện dụng. Và với cái mô hình mới cho cái năm 2020, ngoài việc áp dụng cái đèn pha với đèn định vị bổ sung, màu sắc cũng được cập nhật mới với những tình tiết cải tiến mới và một cái màu trắng hoàn toàn mới đã được thiết lập. Xe số trên mình có động cơ lực 3 xanh song song với một cái âm thanh đặc đáo của xe cùng với một cái bộ ly hợp hỗ trợ, và cùng với đó là hệ thống kiểm soát lực kéo hai bước cùng với tắt mở. Ngoài ra cũng không có quá nhiều thay đổi đối với những cái thiết bị khác trên xe như khung đúc CF, gắn xiên tâm và cái ghế ngồi đùi. Thông số kỹ thuật chính vẫn tương tự hai người tiền nhiệm, đi cùng với kích thước chiều dài là 2075mm, rộng 815mm và cao 1140mm, chiều dài cơ sở 1440mm, cái chiều cao ghế ngồi 830mm, cái trọng lượng xe 195kg, bình xăng với một dung tích 14 lít. Cái mẫu xe này dự kiến sẽ phát hành đúng vào ngày 25 tháng 2 sắp tới. Hiện tại chưa có những thông tin về mức giá cả của mẫu xe này. Tuy nhiên cái phiên bản hiện tại cũng được bán chính hãng ở Việt Nam, có mức giá niêm yết là 320 triệu Việt Nam đồng. Mức giá trên đã gồm thuế VAT, được nhập nguyên chiếc từ bên Nhật Bản về Việt Nam. Cảm ơn các bạn theo dõi tiếp theo. Tiếp nhớ like và subscribe.